trưởng lão Thích Thông Lạc. Đường về xứ Phật, tập 4, tác giả trưởng lão Thích Thông Lạc. Lạc hậu mê tín, tiền mất tật mang. Câu hỏi của Liễu Tâm. Hỏi: Kính thưa thầy, con có một việc xin trình lại với thầy, mong thầy từ bi chỉ giáo cho con được rõ. Thưa thầy, một việc vừa xảy ra trong gia đình của người anh ruột, người bạn đời của con. Tháng 9 năm ngoái, anh này có làm một gian nhà cho con trai anh. Móng nhà có sẵn, chỉ cấy thêm và bổ túc xây lên 2 tầng và một tum nhỏ ra sân thượng. Năm ngoái, anh này 71 tuổi và con trai là 40 tuổi. Cháu này đến gặp con và có trình bày 2 tuổi này. Con theo sách nhà Phật dạy, con bảo theo cô thì ngày nào cũng tốt, năm nào cũng tốt, giờ nào cũng tốt. Cô thấy như vậy mà có sao thì do nhân quả thôi. Bố cháu già rồi, lo gì kim lâu. Thế là cháu nó nghe lời con bảo thì cũng cho qua kim lâu và bắt tay vào làm. Đến tháng 12 là vừa xong nhà. Cháu có bảo mời cô lại lễ Phật cho, vì nhà cháu có thờ Phật, chính con chỉ dẫn thờ Phật. Tất cả từ nhỏ đến lớn và cháu trai này đều tin tưởng nơi con và thành tâm lễ bái. Nhưng trong thành tâm, cháu còn mê tín xen vào như phù hộ, cầu khẩn, vân vân. Đã có nhiều lần con giải thích với cháu là không nên mê tín, nhưng kết quả cũng chưa giác ngộ là bao nhiêu. Sự việc xảy ra trong khi con đi Sài Gòn về tu viện. Lúc trở về Hà Nội thì bố của cháu đã đi nằm viện được 10 ngày. Bệnh tình càng ngày càng nặng. Thấy thế, con góp ý là nên lo thuốc thang và thầy giỏi. Nếu còn duyên thì khỏi, mà chẳng may bố cháu hết duyên, chẳng làm thế nào được cả. Nhưng các cháu cuống cuồng đi xem bói, chia ra 3 ngã. 1. Ngã đi hỏi cô đồng. 2. Ngã đi hỏi ông thầy ở Huế, gọi điện thoại vào. 3. Ngã đi gọi ông thầy địa lý về xem đất cát xây nhà. Thưa thầy, trong vòng 1 tuần, con thật sự mất bình tĩnh, vì nghe các cháu kể là bố cháu tự nhiên sốt xong, chân phù nề, bụng to lên, da vàng, đi làm xét nghiệm thì bác sĩ đều nói là chưa tìm ra bệnh gì cả. Sốt do đâu thì không rõ, càng ngày bệnh càng tăng lên, cháu phải đi xem lễ may ra khỏi. Lúc này con khuyên các cháu nên bình tĩnh, việc gì nó đến phải bình tĩnh giải quyết. Cuối cùng các cháu và các chị gái và em dâu của ông này đồng tình đi xem và làm lễ. Họ đều nói giống nhau là nếu ông sống qua ngày 30 đến sang ngày mùng 1 tháng 4 này thì sẽ qua khỏi. Và ông thầy địa lý bảo động long mạch vì làm nhà, và họ đều nói với lý do là ai làm nhà vào 2 tuổi kim lâu cơ chứ, cả bố và con. Thưa thầy, kết quả là tiền mất và ông anh con vẫn ra đi trong đau đớn trên giường bệnh, kéo dài thêm 1 tuần nữa sau khi các vị làm 3 cái lễ. Bác sĩ họ tạm kết luận là bệnh gan. Lúc mất rồi lại đi xem ngày mất có phạm vào đâu không? 2 nơi họ nói giống nhau là ông này chết có 3 nhập mộ, có nghĩa là có 3 người chết theo. Nhưng họ không quên bảo cháu của con phải mua bùa về yểm. Ở Hà Nội có chùa Liên Phái ở phố Bạch Mai chuyên bán bùa yểm. Đến đây mua về yểm vào quan tài và mộ. Vì năm nay vợ ông này hạn nặng lắm, con trai cả cũng thế. Đến khi chết được 3 ngày lại mời ông sư về nhà tụng kinh cầu siêu cho vong. Và cứ như thế 7 ngày một lần cúng, cho đến 7 tuần là 49 ngày thì mới xong. Thưa thầy, con chỉ còn biết im lặng và tùy thuận để các cháu làm.
Việc làm của con từ đầu xây nhà cho tới cuối cùng im lặng như thế, con có lỗi gì với đạo Phật hoặc với gia đình không, thưa Thầy? Con mong Thầy từ bi thương xót chỉ bảo cho con, để thân tâm con được an ổn. Đây là bài học bổ ích cho con về sau này, thưa Thầy. Con phải làm như thế nào cho đúng pháp của Phật? Đáp: hoàn cảnh xảy đến của gia đình anh con không có lỗi gì cả với Phật giáo và gia đình, mà khả năng con không đủ lôi kéo mọi người ra khỏi bàn tay ác độc của tà giáo. Nó đã truyền thừa những điều mê tín, phi đạo đức, đã ăn sâu vào cốt tủy của con người. Trường hợp như gia đình ông anh của con và còn biết bao nhiêu gia đình khác nữa, nó đã mang đến cho xã hội một ít tốt đẹp để làm bề mặt đạo đức giả, ngõ hầu để không ai thấu rõ sự lừa đảo của nó, mang lại cho xã hội trùng trùng đau khổ, như gia đình ông anh của con chẳng hạn. Các nhà học giả kinh sách phát triển lợi dụng gia cảnh người khác đang gặp nhân quả khó khăn, làm tiền bất chánh. Tuổi 71 và 40 cất nhà làm sao thì bị kim lâu. Những kẻ này xem sách nào gạt người như thế? Dương Trạch, Bát Trạch, Thông Thư, Ngọc Hạp, Trần Tử, vân vân. Tất cả sách xem ngày, giờ, tốt xấu, dựng vợ, gả chồng, cất nhà, xây mồ mả, vân vân. Sách nào dạy điều này? Theo kinh sách coi ngày giờ tốt xấu thì tuổi 40 cất nhà được tứ tấn tài, tuổi 71 cất nhà được đại kiết lợi. Sao quý thầy này lại bảo là kim lâu, sách vở nào, ở đâu? Khi nào cất nhà bị kim lâu là nhà cất đủ 4 dài, còn 2 dài, 3 dài, 5 dài thì không bị kim lâu. Giả lại, cất nhà theo kiểu thời đại hiện giờ, villa, biệt thự, phố, vân vân thì không bị kim lâu vì không đủ 4 dài. Còn ông thầy nào dám bảo động long mạch khi mà nền móng đã có sẵn, làm sao mà động long mạch được? Phải chi nền móng chưa có, động thổ làm nền móng thì động long mạch có lý. Toàn bộ các cháu đều bị bọn thầy tà giáo lừa đảo, tiền mất tật mang. Nhân quả ác đã đến thì không có thần thánh nào cứu mạng được. Nhân quả ác chưa đến, còn chút phước thừa thì uống nước lạnh cũng hết bệnh. Đông y có câu: vận bỉ hoài sơn năng sát chúng, thời lai bạch thủy cứu nhân gian. Cho nên vận bỉ tức là nhân quả xấu ác, thời lai tức là nhân quả tốt thiện. Vì thầy thuốc và bệnh nhân đều có sự tương quan nhân quả thiện ác, nên bệnh hết hay chết đều do nhân quả. Tất cả sự việc xảy ra trong gia đình anh con là vì tinh thần các cháu quá yếu và chưa được trang bị đạo đức nhân quả đầy đủ, lòng tin đối với luật nhân quả chưa sâu và còn bị ảnh hưởng truyền thống mê tín lâu đời chưa cởi bỏ. Bởi vì Đại Thừa Giáo đã truyền thừa giáo pháp của họ vào đất nước Việt Nam cuối thế kỷ thứ 2, đầu thế kỷ thứ 3, tính ra có hơn 2.000 năm. Vì thế, dân tộc Việt Nam chịu ảnh hưởng mê tín sâu dày đối với thế giới siêu hình, tinh thần càng lúc càng yếu kém. Chỉ còn biết tựa nương vào tha lực của thần thánh, nhưng cuối cùng chưa có ai tránh khỏi nhân quả khổ đau. Cho nên, chúng ta mạnh dạn chỉ mặt, vạch tên để cho mọi người hiểu biết rõ, không bị quý thầy tà giáo lừa đảo lường gạt. Nhờ đó, đời sống mọi người bớt khổ đau. Lại nghe lời các thầy tà giáo đem bùa yểm gia, thì còn nghĩa lý gì đạo đức làm người? Rước thầy tụng kinh cầu siêu cho cha, mà cha đã bị bùa yểm, thì còn siêu cái gì? 71 chết là cung khảm. Đó là cung tốt để lại cho con cháu làm giàu có. Có đâu tam liên tử, có nghĩa là ba người chết theo nữa, ba nhập mộ. Ba người chết theo nữa là chết nhầm cung càn. Còn nếu 72 chết thì
thì cung cấn, theo sách vở thì chết theo một người nữa. Đó là xem đúng sách vở của Đại Thừa. Còn các thầy này không theo sách vở, bịa đặt xảo ngôn hại người vừa vừa, có đâu lại khiến cho người ta bất nghĩa, bất hiếu, đem bùa yểm cha, lại còn bày trò cầu siêu hiếu hạnh. Nếu quả có ba người chết theo nữa, thì đâu phải cha mình chết tạo ra cái chết đó, mà do số phận nhân quả của những người này đã tạo ngắn số ở tiền kiếp. Tại sao các cháu không thấy chánh kiến mà lại thấy và theo tà kiến như vậy, để làm một lỗi lầm rất lớn, một tội bất hiếu không tha thứ được? Các thầy tà giáo dạy người bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu, phi đạo đức. Bây giờ các cháu đem bùa yểm cha, sau này con của các cháu cũng đem bùa yểm các cháu. Hành động của các cháu làm là hành động phi đạo đức, nhân quả này đời đời dây trả, biết bao giờ dứt.